Chào Thảo Thủy Đô, xin kính chào tất cả các bạn nha. Các bạn nhìn nè, mình muốn làm một cái gì đó, không phải là mình nói suông, nhưng mà mình phải tìm hiểu rồi, mình phải ghi nhớ lại ở trong đây, rồi phải nhớ trong đầu để mà hướng dẫn cho bà con, chứ không phải là nói tầm bạ đâu các bạn à. Mình cứ ghi chép đó, và cần nói cái gì, cái nội dung video hôm nay nói cái gì, là mình phải ghi cho đàng hoàng các bạn nè. Thì hôm nay cái nội dung hôm nay đó là quên rồi, để xem thử. À, câu hỏi của các bạn là cách nhận biết thỏ nó sắp đẻ như thế nào để mình còn chuẩn bị ổ đẻ rồi cho nó nha. Thì bây giờ nè, lấy cái viết ra đi, cầm túi quá. Thì bây giờ nè, để mà mình vô câu hỏi luôn đi, để nó không mất thời gian của bạn. Nó đơn giản lắm. Nãy giờ nói qua đau cổ các bạn. Trước khi mà để nhận biết được thỏ nó chuẩn bị đẻ, thì chắc chắn các bạn nè, các bạn phải phối con thỏ, thì các bạn phải ghi ngày. Ví dụ hôm nay là ngày 1 tháng 1, thì chắc chắn là ngày 1 tháng 2 nó sẽ đẻ đúng không? Thì trung bình là nó từ 28 đến 33 ngày là con thỏ đẻ, nhưng mà mình cứ ghi một tháng đi, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 là đẻ, thì mình biết. Thì trước tiên mình không cần phải nhận biết được là nó sắp đẻ nữa, mà mình chỉ nhận biết như vậy cứ khoảng tầm 28-29 ngày thì mình nuôi, mình phải theo dõi 28-29 ngày là mình sẽ bỏ cái rổ vô cho thỏ cái đã. Mình biết chắc chắn con nó có thai rồi nha, tại vì mình đã phối rồi thì mình phải khám thai lúc 12 ngày đến 14 ngày mình khám thai rồi. Thì 28-29 ngày mình bỏ cái rổ vô đó, thì chắc chắn mình bỏ rổ vô rồi thì đến ngày nó sẽ đẻ thôi. Tuy nhiên để mà nhận biết được con thỏ nó sắp đẻ mà các bạn vô tình mà không có ghi ngày tháng đâu á, đó mới là quan trọng, thì mình mới chỉ cho. Chứ còn các bạn ghi ngày tháng hẳn hoi rồi thì mình biết là chuẩn bị nó đẻ ngày đó rồi, thế nào từ 28 đến 33 ngày nó cũng đẻ thôi. Nhưng mà các bạn vô tình mình phối mà mình quên ngày hoặc là mình không ghi ngày thì mình cần nhận biết như thế nào? Mình biết là nó có thai rồi đó, nhưng mà mình quên ghi ngày thì mình cần nhận biết ra làm sao? Thì nó như thế này đây. Khi mà một con thỏ nó chuẩn bị đẻ hoặc là nó sắp đẻ thì chắc chắn ít nhiều gì nó cũng phải nhổ lông trong người nó ra. Hết 90% là con thỏ nào cũng nhổ lông. Nhổ có nhiều con thì nó nhổ trước một ít, còn đâu đó nó đẻ xong nó nhổ nhiều, hoặc là nhiều con nó nhổ trước rất nhiều và đẻ nó không nhổ nữa. Là cũng có khoảng tầm 5-10% là nhiều con nó không nhổ lông, thì các bạn không thể nào biết. Nhưng các bạn có thể nhìn nhận là ngày hôm đó, có khả năng là trước 2 ngày nha, nhưng mà đa phần là ngày hôm đó đi, tự nhiên nó bỏ ăn từ sáng tới chiều luôn. Các bạn bỏ cám bỏ cám vô máng, nó không chịu ăn, nó chỉ uống nước thôi, và sáng nó cũng bao nhiêu đó, chiều cũng bao nhiêu đó, nó không chịu ăn, là coi như nó cũng sắp đẻ rồi. Tại vì sắp đẻ là nó rất mệt và nó bỏ ăn một ngày hoặc là hai ngày đó, thì các bạn lưu ý như vậy á. Và cái tư thế nó nằm thì nó nằm dài, đưa cái bụng ởn ra và nó nằm thở hổn hển, và đặc biệt nó chỉ uống nước thôi chứ nó ăn ít và nó không ăn luôn đó. Và đặc biệt là các bạn nên chú ý khi mà thỏ nó gần đẻ như vậy á, thì thức ăn thiếu cũng được, bởi vì nó ăn ít, sau khi đẻ nó mới ăn, nhưng mà nước không thể thiếu nha, bởi vì nước mà nó thiếu là thỏ nó rất là khát, bởi vì nó bị mất nước khi mà nó sinh sản, nó mất máu đó. Thì mình phải có nguồn nước đầy đủ cho nó uống cho đủ, không thôi là nó đẻ con ra khi nó stress nó cắn con luôn. Cho nên là mình phải chú ý cái vấn đề đó. Cho nên mình xin nhắc lại, nếu các bạn phối mà ghi ngày rồi hết rồi á thì mình không còn sợ nữa, nhưng mà các bạn vô tình mà quên ghi ngày á thì các bạn chỉ cần nhìn nó, một là nó nhổ lông thì mình bỏ rổ vô, hai nếu mà nó trường hợp nó không nhổ lông thì nó sẽ bỏ ăn, nó bỏ ăn từ sáng đến chiều luôn, thì mình cũng biết mình bỏ cái rổ vô cho nó chắc cú. Bây giờ nếu mà không phải thì cũng không sao, bỏ rổ vô thì cũng đâu có ảnh hưởng gì con thỏ đâu đó, mà mình bỏ vô cho nó chắc. Đó là cái kinh nghiệm mà mình nuôi hồi xưa giờ đó. Thì hôm nay mình làm một cái video ngắn như vậy thôi, thì các bạn xem và các bạn
làm theo nha các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn nha.